đây và rất là vui khi được gặp lại các bạn. Thực sự là thời gian này thì mình cũng hơi bận nên là hôm nay khi mà dành một cái là quyết tâm vào bếp để cùng chia sẻ với các bạn những công thức nấu nướng ngon nhưng mà cực kỳ đơn giản. Và không để các bạn chờ đợi lâu nữa thì ngay bây giờ mình sẽ giới thiệu các bạn ba món ăn mà ngày hôm nay mình sẽ nấu nhá. Đầu tiên đó chính là món salad bò trộn, thứ hai là món cá chiên xù và thứ ba đó chính là món thịt ba chỉ chiên giòn. Ngoài những nguyên liệu cơ bản ra thì mình cũng có thêm một trợ thủ đắc lực các bạn ạ. Và đó chính là dầu hướng dương Mambruco. Với chai dầu hướng dương này thì mình tin chắc rằng là ngày hôm nay mình sẽ có một bữa ăn cực kỳ thịnh soạn, ngon lành mà lại còn tốt cho sức khỏe nữa. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu nhé. Để thực hiện được 3 món ăn mà Ngọc đã giới thiệu với các bạn thì chúng ta sẽ có những nguyên liệu như sau. Đầu tiên đó chính là thịt bò, thứ hai là cá phi lê và thứ ba đó là thịt ba chỉ. Đây chính là 3 nguyên liệu chính. Ngoài ra thì chúng ta cũng sẽ có thêm một số những gia vị đi kèm mà rất là thông dụng hàng ngày thôi, không có gì quá khó để các bạn có thể tìm kiếm cả. Nhưng mà đặc biệt hơn ý mà Hồng Ngọc sẽ sử dụng đó chính là dầu hướng dương Mambruco. Hồng Ngọc mỗi khi mà nấu nướng thì rất là muốn tìm hiểu kỹ về các cái thành phần cũng như là nguyên liệu để có thể đảm bảo sức khỏe cho gia đình mình. Nên là mình cũng được biết là dầu hướng dương Mambruco thì được nhập khẩu nguyên chai 100% từ Nga các bạn ạ. Và chai dầu này ý thì nguyên liệu của nó, thành phần của nó đương nhiên rồi là chiết xuất từ hạt hướng dương. Và hạt hướng dương này thì được trồng ở vùng đất núi đen ở nước Nga. Và hai vùng đất này thì có loại đất vô cùng độc đáo sẽ cho ra những hạt hướng dương giàu dưỡng chất và cực kỳ chất lượng các bạn ạ. Từ đó chúng ta sẽ có một chai dầu ăn mà có độ ngon, có thể chiên ra hay là nấu ra những món ăn cực kỳ tuyệt hảo luôn. Và bây giờ thì hãy cùng với Hồng Ngọc bắt đầu chế biến nhé. Đối với salad bò trộn thì ngoài nguyên liệu là bò thì mình sẽ lựa chọn thêm đó là hành tây. Các bạn lưu ý đó là chúng ta thái hành tây xong thì chúng ta hãy ngâm vào nước để giảm bớt mùi hăng. Còn với những loại rau đi kèm khác thì các bạn hãy cắt sao cho vừa đủ ăn các bạn nhé. Sau khi mà mình đợi dầu hướng dương Mambruco sôi thì mình sẽ cho tỏi băm vào. Đây là tỏi băm mà mình đã chuẩn bị từ trước rồi. Và tỏi băm này thì sẽ giúp cho thịt bò của chúng ta giảm được mùi hôi. Sau khi mà tỏi băm của chúng ta đã vàng đều rồi thì các bạn hãy tiếp tục cho thịt bò vào nhé. Nhưng mà nhớ là đừng xào quá kỹ để tránh cho việc là thịt bò của chúng ta bị dai. Trong lúc đó thì mình cũng sẽ nêm nếm thêm một số gia vị mà mình yêu thích. Mình sẽ cho vào đây một chút tiêu. Một chút gia vị. Một chút hạt nêm. Ở đây thì Hồng Ngọc đã ngửi thấy mùi rất là thơm rồi các bạn ạ. Và dầu hướng dương cao cấp Mambruco được sản xuất từ 100% hạt hướng dương bằng công nghệ ép lạnh, trải qua quá trình 7 bước lọc, loại bỏ hoàn toàn những tạp chất để cho ra sản phẩm dầu chất lượng cao, tự nhiên và giàu dinh dưỡng nhất. Trong dầu hướng dương Mambruco có hai axit béo không bão hòa rất quan trọng cho cơ thể, đó là omega 3 và omega 6. Dầu hướng dương Mambruco hoàn toàn không chứa cholesterol, rất tốt cho tim mạch. Ngoài ra thì còn làm giảm nồng độ cholesterol vì chứa nhiều axit béo không bão hòa, đơn và đa. Từ đó thì giảm thiểu tối đa được nguy cơ gây ra các bệnh về tim mạch cũng như là đột quỵ nữa đấy. Như vậy là món ăn đầu tiên của mình đã gần hoàn thành rồi. Bây giờ thì mình sẽ tắt bếp và cho thịt bò ra tô các bạn nhé. Chúng ta chỉ cần trộn nữa thôi là đã có ngay một món khai vị thật là hoàn hảo rồi. Bây giờ thì chúng ta chỉ cần cho thêm một chút sốt dầu giấm vào thôi là có thể trộn đều lên rồi.
Sau khi trộn xong thì trong lúc chờ cho sốt ngấm thì Hồng Ngọc sẽ tiếp tục chế biến món cá chiên xù các bạn nhé. Ở đây thì Hồng Ngọc đã lựa chọn cá rô phi và với loại cá này thì các bạn hãy cắt ra thành từng miếng nhỏ vừa ăn nhé. Và chúng ta sẽ nhúng theo kiểu là trứng bột các bạn ạ. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành đánh trứng. Trong khi đó thì mình sẽ tiếp tục cho cá vào trong một chiếc bát như thế này để chúng ta có thể tẩm ướp gia vị nhé. Đầu tiên thì mình cũng sẽ cho một chút hạt tiêu, một chút bột canh, hạt nêm, một chút muối. Và một chút nước mắm nữa để cho dậy mùi. Có một mẹo nhỏ mà Hồng Ngọc muốn chia sẻ với các bạn khi mà chúng ta ướp cá ấy, thì hãy cho thêm một chút dầu hướng dương Manchego các bạn ạ, để cho thịt cá của chúng ta luôn được mềm và mọng nước. Hàm lượng vitamin E có trong dầu hướng dương Manchego thì cao nhất so với các loại dầu thực vật khác. Do đó mà khi mà các bạn sử dụng dầu hướng dương ấy thì đây chính là một chất chống oxy hóa cực kỳ mạnh luôn, có tác dụng chống lão hóa này, tăng cường hệ tuần hoàn nên là rất có lợi cho da cũng như là hệ miễn dịch của chúng ta nữa. Sau khi mà đã nêm nếm đầy đủ các gia vị thì mình sẽ để một lúc cho cá thật là ngấm đều các gia vị để món cá của chúng ta được ngon hơn. Và đối với món cá chiên này thì sẽ dùng rất là nhiều dầu và mình sẽ đổ dầu hướng dương Manchego cho đầy chảo và sau đó là đun sôi nhé các bạn nhé. Trong khi mà chờ dầu sôi thì hãy cùng với Hồng Ngọc lăn bột cho cá nhé. Cá từ nãy giờ mình ướp thì có lẽ là cũng đã ngấm gia vị rồi nên là mình sẽ tiến hành lăn bột luôn. Đầu tiên thì mình sẽ đánh trứng lên. Ở đây thì Hồng Ngọc còn chuẩn bị thêm một chút bột sư tử sẽ giúp cho món ăn của chúng ta được thơm hơn và dậy mùi hơn. Mình sẽ đổ vào trộn cùng với lớp bột này. Ra khuấy đều lên các bạn ạ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lấy từng miếng cá lăn qua một lớp trứng, cho sang phủ bột. Các bạn nhớ là phủ mỏng thôi nhé. Rồi sau đó chúng ta lại nhúng lại qua về trứng. Rồi. Và sau đó là cho sang bột chiên xù. Món ăn này thì Hồng Ngọc tin chắc rằng là không chỉ người lớn đâu mà chắc chắn là các bạn nhỏ, những bạn nhỏ mà thường là các bạn rất là kén ăn đúng không nào, và thường là các bạn rất ngại trong việc là ăn cá bởi vì thường là có mùi tanh và các bạn rất là ngại trong việc là chúng ta phải gỡ xương, thì chắc chắn là với món cá chiên xù này các bạn sẽ cực kỳ thích luôn. Vừa đúng lúc mà Hồng Ngọc lăn xong bột thì cũng là lúc mà dầu đã sôi rồi nên là bây giờ mình sẽ cho cá vào luôn các bạn nhé. Các bạn bên không, so với những loại dầu thông thường ấy thì chúng ta chỉ nên chiên ở khoảng là 170 độ thôi. Tuy nhiên thì đối với dầu hướng dương Manchego thì các bạn có thể chiên nhiệt độ lên tới là 240 độ cơ. Và chúng ta sẽ tiết kiệm được khoảng là 30% so với những loại dầu thông thường. Các bạn có thể nhìn đây này. Wow. Mình ngửi thấy mùi rất là thơm và ngoài ra thì những miếng cá của mình chiên thì bây giờ một mặt thì đã vàng ruộm rồi, rất là ngon. Như vậy chỉ với một ít phút thôi là món cá của chúng ta đã chín rồi. Bây giờ thì mình sẽ vớt ngay ra đĩa nhá. Rồi. Và các bạn nhớ là trước khi mà chúng ta vớt cá ra khỏi dầu ấy thì các bạn hãy mở thật to lửa để dầu ở bên trong miếng cá có thể bung ra hết. Như thế thì khi mà chúng ta cắn miếng cá sẽ không bị ngấm quá nhiều dầu. Thật là thơm quá các bạn ơi, như vậy là Hồng Ngọc đã hoàn thành xong món cá rô phi chiên giòn rồi.
Và bây giờ chúng ta còn một món ăn nữa đúng không nào? Chúng ta hãy cùng tiếp tục làm luôn món thứ ba nhá. Bởi vì mình thực sự bây giờ đang rất đói bụng rồi, đang rất là muốn thưởng thức luôn rồi, nhưng mà mình sẽ cố gắng làm nước món thứ ba để thưởng thức luôn một thể cả ba món ngày hôm nay. Để có thể làm cho món thịt chiên giòn thật là ngon thì đầu tiên các bạn hãy trần qua thịt ba chỉ của chúng ta vào nước sôi các bạn nhé. Và thêm một bí quyết nữa mà Hồng Ngọc muốn bật mí với các bạn, đó là chúng ta hãy thả thêm một nửa củ hành tây vào. Rồi và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục cho thịt. Các bạn nhớ là chúng ta chỉ trần qua thôi nhá, đến khi nào mà mặt nước của chúng ta hơi sủi bọt một chút thì các bạn hãy vớt thịt ra. Trong khi trần qua thịt thì các bạn hãy cho thêm một ít bột canh để gia vị có thể ngấm sâu vào từng miếng thịt. Một lát nữa chúng ta chiên thì miếng thịt của chúng ta sẽ đậm đà hơn. Ở đây thì Hồng Ngọc đã thấy là nồi thịt của chúng ta đã bắt đầu sủi bọt rồi, nên là mình sẽ vớt ra một tô nước đá các bạn nhá, để cho thịt của chúng ta có thể săn lại. Trong lúc mà chờ cho thịt của chúng ta săn lại thì Hồng Ngọc sẽ chuẩn bị những gia vị có thể ướp vào nhé. Ở đây thì mình đã có sẵn một hỗn hợp bao gồm là ớt này, tỏi băm này, rau thơm và hạt tiêu sọ. Ngoài hỗn hợp này ra thì các bạn cũng nên cho thêm một chút hạt nêm để cho thịt của chúng ta cảm giác là ngọt hơn. Sau đó thì các bạn có thể cho thêm một chút dầu hào để cho miếng thịt của chúng ta khi mà chiên sẽ có màu thật là đẹp mắt. Và dầu hào cũng sẽ giúp cho món ăn của chúng ta có vị thơm hơn, dậy mùi hơn. Kết hợp tất cả những nguyên liệu này thì thực sự là khi mà tầm ướp thôi là mình đã ngửi thấy mùi rất là thơm rồi. Chắc chắn là một lát nữa khi mà chiên với dầu hướng dương Manruco thì chắc chắn là mùi thơm sẽ còn bốc lên hơn nữa. Dầu của chúng ta thì đã ăn đủ nóng rồi, nên là bây giờ thì Hồng Ngọc sẽ cho thịt vào chiên. Các bạn nhớ là khi mà chúng ta mới cho vào ấy, hãy cẩn thận bởi vì dầu có thể bị bám lên đấy. Thường thì chúng ta khá là ngại ăn những món chiên xào bởi vì nó có thể là gây hại cho sức khỏe. Tuy nhiên khi mà các bạn dùng dầu hướng dương Manruco ấy thì chúng ta sẽ giảm được mối lo ung thư đến 99%. Ngoài ra thì cũng sẽ giảm được nguy cơ mỡ máu này. Bởi vì sao? Bởi vì dầu hướng dương Manruco được trải qua 7 bước lọc vô cùng hiện đại thì sẽ loại bỏ hoàn toàn những cái tạp chất, và không chỉ người già đâu mà cả các em bé cũng như là trẻ em cũng có thể sử dụng một cách vô cùng yên tâm. Thịt của mình thì cũng đã chín rồi nên là bây giờ mình sẽ tắt bếp và gắp ra đĩa. Wow, thơm quá các bạn ơi. Như vậy là ngày hôm nay thì mình đã hoàn thành xong 3 món ăn rồi. Và bây giờ thì mình sẽ trình bày thật đẹp và một lát nữa mình sẽ thưởng thức. Wow, các bạn thấy món ăn mà mình vừa nấu như thế nào, rất hấp dẫn phải không? Và sau khi mà mình sử dụng dầu Manruco để chế biến những món ăn này thì mình thấy rằng là loại dầu này cực kỳ tốt các bạn ạ. Và sản phẩm này thì cũng đã được phân phối tại hệ thống các siêu thị lớn trên thế giới này. Và ngoài ra thì dầu hướng dương Manruco còn có được xuất khẩu vào thị trường Nhật Bản nữa. Các bạn cũng biết đấy, Nhật Bản thì là một nước khá là khó tính trong khâu kiểm định về chất lượng ăn và thực phẩm, mà dầu Manruco lại được xuất khẩu vào Nhật Bản nên là các bạn hoàn toàn có thể tin tưởng vào loại dầu này các bạn ạ. Vì thế mà các bạn hãy lựa chọn ngay một chai dầu Manruco để có thể sử dụng cho gia đình của mình nhé. Còn bây giờ thì mình không thể chờ đợi được nữa mà mình rất là nóng lòng để thưởng thức ngay món ăn mình vừa nấu rồi. Xin chào tạm biệt các bạn.